phồng lên, phồng lên thì các bạn xịt lên và tạo mẫu, các bạn vuốt 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 như thế này ha, nó sẽ phồng lên đấy. Đây là tạo mẫu tóc thôi các bạn, nó giữ phơm, khi mà đi gió thì nó sẽ không có tạt qua tạt lại các bạn. Đây này là của Hàn Quốc các bạn, của Hàn Quốc ha. Thì cái thông số cho mình là toàn là chữ nước ngoài các bạn nhé. Và cái sản phẩm này là của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm dược mỹ phẩm Lai Nguyên đó. Này là ở đường Bùi Văn Làng của G Nhất các bạn ơi. Chai này đó thì dung tích nó là 250ml các bạn nhé. Thì nó chỉ có vậy thôi các bạn. Và trong này nó có sẽ có cách dùng và cái công dụng của nó các bạn. Cách dùng là mỗi lần xịt thì sát vào chân tóc. Đấy. Này là công dụng để kích thích mọc tóc các bạn, phục hồi chân tóc bị tổn thương này, giúp cho tóc chắc khỏe hơn. Đó. Cái này thì chủ yếu là cái mặt hàng các bạn, đó, những cái thảo dược làm cho kích thích những cái chân tóc nó sẽ phục hồi và nó sẽ mọc ra. Đó, đây là sản phẩm Simi các bạn nhé. Một chai đó là một sĩ và một sĩ nó là 250ml. Đó là một chai này kết được xịt luôn ha. Mình bên một xã các bạn, gừng xã tách này đó. Gừng xã tách rất là thơm luôn, cái mùi mà trong sờ bè các bạn, trong sờ bè dưỡng thở đồ các bạn, nó sẽ có như này, gừng xả tách chanh luôn các bạn, nó sẽ giúp chân tóc còn nhanh hơn và nó sẽ giúp tóc dày và đều đặn hơn. Cảm ơn các bạn đã đón xem cái clip này các bạn.